Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa một số từ vựng mà các bạn thường phát âm sai nhé. These are some words that students often pronounce wrong. The first word, girls. Ok, từ này các bạn hay đọc là girls đúng không nào? Girls. Sai nha các bạn. Các bạn phải phát âm là âm O này, girls. For example, she goes to school by bike every day. Cô ấy đến trường bằng xe đạp mỗi ngày. Number 2. Collect. Các bạn hay phát âm từ này là collect đúng không nào? Collect là phiên âm chữ O là sai nhé. Từ này được phiên âm là ơ ngắn nè. Các bạn phải đọc là collect. Collect. Nam often collects empty bottles for recycling. Nam thường thu thập những cái chai rỗng để tái chế. Number 3. Mother. Mother. Từ này các bạn có thể phát âm là mother hoặc là mother. 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 Chứ không được đọc là mother nhé. Rất nhiều bạn đọc là mother là sai nhé. Không phải là chữ O, không phải là mother mà nó phiên âm giống như là dấu ớ này. Mình có thể phát âm chữ A hoặc là qua chữ ớ một chút xíu. Mother. Mother. My mother is a good person. My mother is a good person. Number 4. Correct. Correct. Ok, tương tự như từ collect. Nhiều bạn đọc từ này là correct là sai nhé. Correct. Ơ ngắn nè. Correct. Your answer is correct. Câu trả lời của bạn đúng rồi. Number 5. Great. Từ này các bạn phải đọc là great nhé. Nhiều bạn đọc là great là sai nhé. Great, great, tuyệt vời. She's a great teacher. Cô ấy là một giáo viên thật tuyệt vời. Number 6. Instead. Instead. Ok, các bạn không được đọc là instead nhé. Instead là sai nhé. Từ này các bạn phải phát âm là instead. She should go to school by bike instead of motorbike. Cô ấy nên đến trường bằng xe đạp thay vì xe máy. Only, only, only. Âm này được phát âm là âm own. Ok. Không phải âm o nha. Nhiều bạn đọc only là sai nhé. Only là sai. Only, only. I only like swimming in the sea. Tôi chỉ thích đi bơi ở biển thôi. The next number, number 8, hour. Ok, hour, đây là tiếng đồng hồ nè. H câm, từ H không được phát âm nhé, các bạn đọc là hour thôi. Các bạn không được đọc là how nhé, how là sai. Hour, I sleep 8 hours a day. Tôi ngủ 8 tiếng một ngày. Number 9, most, most. Cái này là âm O, các bạn phải đọc là âm O này, most. Không được đọc most nhé. Nhiều bạn đọc most là sai nhé. Most. I love my mother the most. I love my mother the most. Tôi yêu mẹ tôi nhất. Number 10. Sorry, number 10. Among. Among. Among là ở giữa này. Ở giữa ba vật trở lên. Nhiều người thì đó là nhiều người, nhiều vật chúng ta sẽ dùng among. Còn between cũng là ở giữa, nhưng mà hai người, giữa hai người hoặc hai vật đúng không các bạn? Nhiều bạn đọc từ này là among là sai nhé. Among là sai, từ này phải là among, among. These diseases are more common among young children. Những cái căn bệnh này thì phổ biến hơn ở trẻ em nhỏ tuổi, right? Ok. Try to practice pronunciations often so that you can have good pronunciation. Thank you very much.